Nên đông đông một chút em sẽ sale tặng mọi người nhá. Hôm nay em hàng về cực nhiều, hôm nay lại về thêm hàng nữa. Cực kỳ nhiều, em còn có chưa có thời gian gỡ hàng ra cơ. Nên là hôm nay em sẽ like trực tiếp luôn nhá. Để like đến đâu là em sẽ gỡ hàng đến đó nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá mọi người. Ai đang xem chấm bài cho em nhá. Ai đang xem chấm bài cho em nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá. Hôm nay tặng cực kỳ nhiều luôn đó. Hôm nay tất cả bộ nhá, em đã treo ra rồi này. Hôm nay tất cả bộ nhá, bộ nhá. Hôm nay tất cả bộ em đã treo ra rồi nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đông đông một chút em sẽ like tặng nhá. Đây, đông đông một chút em sẽ like tặng nhá. Có ai thích bộ không? Có ai thích bộ không? Chào An Nhiên nhá, hôm nay em chào An Nhiên nhá. Chào Ngọc Nguyễn nhá. Có váy ren nhá, có váy ren nhá, có váy ren nhá. Hôm nay cực kỳ nhiều đồ luôn đây này mọi người. Em còn chưa có thời gian gỡ hàng ấy này. Nên là em để đây cho mọi người. Em để đây chút nữa em like luôn. Em để đây chút nữa em like luôn. Nhiều lắm ấy. Ôi giời. Đông đông một chút nhá. Ai đang xem chấm bài cho em nhá. Ai đang xem chấm bài cho em. Ai đang xem chấm bài cho em. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Đầu like mọi người cố gắng chia sẻ cho em. Để chút nữa em tặng quà nhá. Em tặng quà nhá. Em tặng quà mà không ai... Em tặng quà cho người mà... Em tặng quà nhá, cho ai chia sẻ nhiều nhất mà ai không chia sẻ là em nhường quà cho người khác nhá. Váy body em có ạ, váy body em nhiều lắm. Váy body em nhiều lắm ạ. Đông đông một chút em sẽ like tặng mọi người nhá. Đông đông một chút em sẽ like tặng mọi người nhá. Đây, bộ em đang mặc đây. Nó thực ra thì mấy cái bộ này nó về từ mấy hôm trước cơ. Mấy hôm trước cơ nhưng mà hôm nay em mới có thời gian làm hàng. Hôm nay em mới có thời gian gỡ ra và làm hàng cho mọi người. Đây. Đẹp chưa mọi người? Lụa nhá, đây là lụa cao cấp nhá. Đây là lụa cao cấp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Nè. Lụa nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đông đông một chút nhá. Đông đông một chút em sẽ like tặng. Đông đông một chút em sẽ like tặng. Tặng nhưng mà mọi người phải chia sẻ cho em nhá. Tặng nhưng mà mọi người phải chia sẻ cho em nhá. Ai đang xem thì chia sẻ cho em nhá. Ai đang xem thì chia sẻ cho em nhá. Em bán với giá cực yêu thương cho mọi người luôn. Hôm nay em sẽ tặng quần áo cho mọi người nhé. Em hết mỹ phẩm rồi. Hôm nay em sẽ tặng quần áo cho mọi người nhé. Mọi người chia sẻ cho em đi. Ai đang theo dõi chia sẻ nhé. Em sẽ tặng mã đầu tiên nhé. Em xem nào. Em xem nào. Bộ tím em cầm là 120 ạ. Đây đông đông một chút em sẽ siêu tặng má đầu tiên nhá. Em sẽ tặng quần áo trước nhá. Em sẽ tặng quần áo trước rồi tặng bộ sau nhá mọi người. Tặng quần áo trước rồi tặng bộ sau nhá. Em xem em cầm được cái nào em tặng cái đấy nhá. Em cầm được cái mã nào em tặng cái mã đấy à. Váy ren trắng nha Ngọc Quyên nhá. Em có váy ren trắng nha Ngọc Quyên nhá. Hàng em là hàng free size. Mọi người chia sẻ cho em nhé. Em sẽ tặng mã đầu tiên nhé. Đây, hàng trong túi ra luôn. Mọi người chia sẻ cho em này. Em sẽ tặng mã đầu tiên nhé. Nhìn thấy mã là tặng mã đó luôn. Cái áo này size L nhé. Áo này size L nhé. Từ 60 cân đổ về mặc vừa nhé. Áo size L 60 cân đổ về mặc vừa nhé. Áo size L 60 cân đổ về mặc vừa. Em có set đầm nhé. Em nhiều lắm. Đó là set đầm nhé, em này nhiều cực kỳ luôn. Nhưng mà em chưa có thời gian like, chút nữa em like cho mọi người nhé. Mọi người bình tĩnh nhá, mọi người chia sẻ cho em đi. Đầu like mọi người cố gắng chia sẻ nhá. Giờ em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Ôi cái áo này đẹp quá. Đây nhá, cái áo này đẹp cực kỳ luôn. 19k nhá, 19k. Ai lấy comment cho em 01 19k nhá. Phải comment đúng cú pháp, tặng kèm số điện thoại nhá.
tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Mà 01 cực kỳ đẹp, len cực kỳ dày. Áo lại có size nhá. Hiện tại thì chỉ còn size L thôi. Size L nhá. Chỉ còn size L nhá. Tay đây cực kỳ xinh. Tay cực kỳ xinh. Đây len đây. Len cực kỳ đẹp luôn. Ê nha, ai muốn tặng em này 19k không ạ? Comment 19k cho em nhá. 19k kèm số điện thoại nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại. Tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy em này comment tặng 19k kèm số điện thoại cho em. Có ai thích tặng không ạ? Có ai thích một em như thế này không? Chút nữa nhiều nhiều một chút em sẽ tặng tiếp nhá. Đông đông một chút em sẽ tặng tiếp nữa nhá. Đông đông một chút em sẽ tặng tiếp nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại đúng cú pháp cho em nhá. Đúng cú pháp cho em mới tặng nhá. Nhá, mọi người comment cho em tặng. Tặng 19k kèm số điện thoại mã 01 nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại mã 01. Hôm nay về cực kỳ nhiều mẫu. Hôm nay về cực kỳ nhiều mẫu luôn. Ngày hôm nay về cực kỳ nhiều mẫu luôn. Em giơ qua cho mọi người nhìn nhá. Đây này cực kỳ xinh luôn. Đây. Cực kỳ xinh luôn. Chút nữa em sẽ like nhá. Chút nữa em sẽ like. Ai muốn tặng em này không ạ? Tặng nhá. Mọi người comment tặng cho em. Tặng 19k kèm số điện thoại. Ok nỉ cho em chút ạ. Tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy comment cho em. Ai lấy comment cho em. Tặng 19k kèm số điện thoại mã đầu tiên. Đây em giơ gần cho mọi người nhìn chất. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Nhiều hàng quá còn chưa có thời gian bỏng gỡ ra. Chưa có thời gian gỡ ra cơ. Chết mất thôi. Tặng 19k kèm số điện thoại ạ. Cái ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người chia sẻ cho em đi. Em tặng mã đầu tiên. Cái áo này không ai thích à? Cái áo này không ai thích à? Có áo này không ai thích à? 19k thôi. 19k mã đầu tiên nhá. 19k mã 01 nhá. Ai lấy comment cho em tặng. Ok nhá, chờ em chút em cho xem xét nha. Em sẽ tặng mã đầu tiên cho mọi người nhá. Size L nhá. Áo lại có size nhá. Hàng cao cấp nhá. Hàng cao cấp nhá. Mới được có 13 lượt chia sẻ thôi mọi người ơi. 22 người đang xem. Mỗi người cố gắng chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm nhá. Em tặng với giá 19k nhá. Em tặng với giá 19k nhá. Giờ này không biết mọi người đi đâu. Hôm nay em like sớm quá. Em hẹn 7 rưỡi mà hôm nay em like sớm quá. Em like sớm quá. Ôi cái bộ lụa này đẹp lắm này. Chút nữa đông đông em sẽ tặng lụa nha. Em sẽ tặng bộ lụa nha. Đông đông em sẽ tặng lụa nha. À muốn em này comment cho em nha. Tặng 19k kèm số điện thoại nha. Tặng 19k kèm số điện thoại cực kỳ đẹp. Đẹp thế này mà không ai thích à. Tặng 19k kèm số điện thoại mã 01 nha. Ok không ai thích mẫu này thì thôi nha. Không ai thích mẫu này thì thôi ạ. Đây, có ai thích một em xanh xanh này không? Có ai thích một em xanh xanh này không? Cực kỳ đẹp luôn. 19k kèm số điện thoại nhá. Chỉ tặng 19k kèm số điện thoại đúng cú pháp cho em. Áp dụng nhá, cho ai chia sẻ thì mới được 19k nhá, chứ không tự dưng em không bỏ tiền túi ra nhá. Để tặng mọi người khi mọi người không chia sẻ cho em gì đâu nha. Đây mọi người cố gắng nhá, mọi người cố gắng chia sẻ cho em nên cực kỳ đẹp luôn. Em ở Hà Nội nhá, em ở Hà Nội nhá. Em ở Hà Nội chị nhá. Đây 19k. Cái này mọi người bắt thêm cả dây bên trong cũng đẹp. Này. Đây, nên đẹp cực kỳ luôn. Em ở Hà Nội chị nhá. Nên cực kỳ đẹp luôn, 19k. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người chia sẻ cho em đi đông đông một chút. Em sẽ like tặng mọi người. Hôm nay hơi kém nhỉ. Hôm nay hơi, hình như hôm nay hơi ít người xem ấy. Hôm nay cuối tuần mọi người đi chơi hết à? Hôm nay cuối tuần mọi người đi chơi hết à? 19k nhá, 19k. Ai lấy xanh comment xanh nhá. Tặng xanh 19k nhá. Tặng xanh 19k. Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Ai đang xem chấm bài viết cho em đấy ạ? À? Ai đang xem chấm cho em đấy ạ? À? Ai đang xem chấm cho em đấy nhá? Đây, cực kỳ len, cực kỳ đẹp luôn. Ai đang xem chấm cho em nhá? Chấm cho em để em like tiếp nhá. Đây, một hàng hiệu nha, một em hàng hiệu rồi nhá. Một em hàng hiệu đấy nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Mọi người không thích mấy cái dáng đấy à? Lạ nhỉ, đẹp mà.
em sơ mi nha. Một em sơ mi nha. Một em sơ mi nha. Em tặng mọi người không thích cả thế thì em sẽ bán giá bình thường nhá. Em sẽ bán giá bình thường nhá. Em sẽ bán giá bình thường nhá. Vừa gỡ túi ra hơi bị nhăn một chút nhá. Đây, một em sơ mi đây. Ơ nhờ, một em len kèm sơ mi, len cực kỳ đẹp luôn. Len không đẹp không lấy tiền luôn. Len không đẹp không lấy tiền luôn. Ai lấy nhá? Ai lấy em sẽ tặng, bán với giá tặng nhá. Ai lấy em sẽ bán với giá tặng nhá. À, mũi hôm nay em gỡ băng rồi. Hôm nay em gỡ băng rồi mọi người ạ. Đây này, mũi hôm nay em gỡ băng rồi, đỡ sưng rồi. Có áo phông trắng nhá, chờ em một chút nhá. Ai lấy mẫu này comment cho em 65k nhá. Sale tặng đầu like luôn. Ai lấy xanh comment xanh sơ mi nhá, 65k kèm số điện thoại nhá. Mọi người phải cho em số điện thoại em mới chốt đơn nhá. Ai có số điện thoại em mới chốt đơn nhá, không có số điện thoại em không chốt nhá. Không có số điện thoại em không chốt nhá. Chút nữa em sẽ xả nhá, chút nữa em sẽ xả một đơn của em, của một chị bom hàng của em nhá. Chút nữa em sẽ xả nhá, em sẽ sale tặng cho mọi người luôn. Đây, ai lấy xanh comment xanh. Tặng lụa nhá. Ok. Mờ lắm à? Quyết nhìn rõ không? Anh có tắt máy anh đi cho bạn nó khỏe không? Đây nha, ai lấy xanh comment xanh nhá. Ai lấy xanh comment xanh 65k nhá. Mọi người comment xanh 65k cho em nhá. Em sẽ like lụa nhá. Ai có thích lụa này không? Ai có thích bộ lụa em đang mặc không? Lụa em đang mặc nhá. Anh bật tường nhỏ về đấy đi. Mờ quá à? Mọi người có đứng gần mạng không? Tại vì bên em xem vẫn nét này. Đây nhá, ai lấy xanh cam mượt xanh len cực kỳ đẹp, hàng cao cấp nhá. Hàng cao cấp đây này, hàng cao cấp đây này. Hàng cao cấp em bán rẻ đầu lai 65k nhá. Nhận không ưng trả hàng, len cực kỳ đẹp luôn đó. Đây là sale giá tặng đó. Em có áo phông trắng nhá, chờ em một chút. Hôm nay về nhiều hàng quá. Hôm trước là về hàng nhưng mà em chưa kịp gỡ ra. Hôm nay mới có thời gian làm hàng nhá mọi người nhá. Đây, em sẽ sale tặng bộ của em nhá. Mọi người thích giá này, bộ bao nhiêu à? Mọi người thích bộ này em bán giá bao nhiêu? Mọi người chia sẻ cho em đi. 30 mấy người mà em mới được có 16 lượt chia sẻ à. Ôi, chả ai chịu chia sẻ cho em. Chả ai chịu chia sẻ cho em. Mỗi người cố gắng chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm đi. Em sẽ bán với giá cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn, cái bộ em đang mặc đây nhá. Bộ em đang mặc đây nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy bộ lụa comment lụa nhá. Lụa 120k nhá. Lụa 120k nhá. Đây cái bộ lụa em đang mặc đây. Lụa cao cấp nhá mọi người nhá. Đây, em cho tay xuống này. Không cần mà nó tự chảy xuống luôn ấy, lụa nó xịn luôn này. Ok, chờ em chút nha, em like lốt bộ rồi em sẽ like váy cho mọi người nhá. Em sẽ like từ từ nha mọi người ơi. Bây giờ mỗi người yêu cầu em like váy, like quần, like áo ấy thì thực sự là em không biết là theo ai được ấy. Nên là mọi người cố gắng thông cảm cho em nhá. Em sẽ like từ từ ấy. Mọi người cố gắng đợi em xíu nhá, em sẽ like từ từ nhá. Em sẽ like từ từ nhá, bộ lụa đây này. Hàng cao cấp nhá. Đó, 120k. Người ta toàn bán 180 thôi, người ta toàn bán 220 thôi. Đó. Đó nên em chỉ bán có 120k thôi, cực kỳ rẻ mà đẹp luôn. Này, bộ lụa cực kỳ rẻ mà đẹp luôn. Đó. Ai lấy lụa comment lụa nhá, 120k. Ai lấy lụa màu nâu comment lụa màu nâu nhá, 120k. 120k cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Này. Em đang mặc cái này, cực kỳ đẹp luôn mà hàng vừa bỏ trong túi ra nhá. Vừa chị nhá. Cái lụa này từ 60 cân đổ về mặc vừa. Từ 60 cân thì mặc ôm, nhưng mà nói chung là tầm từ 55 cân đổ về là mặc xinh luôn. 55 cân đổ về mặc quá xinh luôn, em nói thật. Cực kỳ đẹp, em còn đang mặc rộng. Đây nhá. Ai lấy lụa comment lụa nhá. Đây là lụa màu sữa này. Có một bộ đỏ dài tay này. Bộ đỏ này thì em lấy về mặc, em lấy về nó dài tay cơ, nhưng mà em lấy nhầm một cái thì nó là dạng ngắn tay. Đó, ai lấy ngắn tay comment ngắn tay, và bộ lụa này xinh cực kỳ luôn. Khiếp, chất đẹp kinh khủng luôn, mọi người nhìn không? Chất đẹp kinh khủng khiếp luôn á. Đó, ai lấy đỏ comment đỏ. Đỏ là ngắn tay nhá. Ai lấy chai leo comment chai leo nhá. Chai leo nhá. 120k thôi. Rẻ hơn cho. Đó. Đây. Chất đây. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không? Ai lấy đen chai leo comment đen chai leo nhá. Một bộ lụa màu hồng nhá. Màu hồng này cũng xinh này. Màu hồng này xinh này. Hồng chai leo nhá. Ai lấy hồng chai leo comment cho em nhá. 55 cân đổ về, 60 cân đổ về mặc thoải mái luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Tem mác đây. Xinh chưa? Một bộ lụa nhá, 120k nhá. Lụa 120k nhá. Đủ màu nhá, đủ màu nhá. Ai lấy màu nào comment cho em nhá. Có ai thích mấy bộ gấu này không? Khiếp, mượt luôn. Có ai thích mấy bộ gấu này không à? Mấy cái hàng lụa này nhà em free size nhá, free size chị nhá.
em 46 cân đang mặc vừa này, em 46 cân mặc vừa này, em 45 46 cân này, lâu rồi không cân nhưng mà thường thường em hôm trước em cân là 45 46 cân. 45 cân rưỡi. Đây. Nó tỉ bên trong nhá. Cái này 55 cân đổ về mặc vừa. Form này cực kỳ to luôn, đây. Chất cực kỳ đẹp, 55 cân đổ về mặc vừa nhá. 55 cân đổ về mặc vừa. 55 cân đổ về mặc vừa nhá. Bộ lụa cực kỳ đẹp luôn. À em xin lỗi, bộ nỉ, đây là nỉ nhá. Còn lụa này em đang mặc, lụa này em đang mặc có 3 màu nhá. Cái này em chỉ còn 3 màu thôi. Khách lấy hết rồi chỉ còn 3 màu thôi nhá. Xinh cực. Đây là màu xám xám nhá, đây là màu xám xám nhá. Đây là màu xanh nhá, đây là màu hồng nhá mọi người. Đó, xinh cực. Ai đang xem thì chấm cho em ấy ạ. Ai đang xem thì chấm cho em ấy nhá. Đây là bộ lụa xanh nhá, đây là bộ lụa xanh nhá. Ai đang xem thì chấm cho em ấy ạ. Ai đang xem thì chấm cho em ấy nhá. Còn ai đang xem không ạ? Còn ai đang xem không ạ? Hôm nay em live sớm quá à? Mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay em live sớm quá à? 7:30 rồi, 7:30 rồi. Còn có ai đang xem không? Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Thực ra là mọi người muốn xem gì cứ comment nhé. Còn nếu mà không thích bộ thì qua mẫu nhé. Thì comment qua mẫu nhé. Váy đi làm thì váy công sở thì còn ít lắm. Váy công sở thì còn ít lắm. Hôm trước like váy thì không vào xem bao nhiêu. Hôm trước xả bao nhiêu váy. Ai muốn bộ, ai muốn bộ, ai muốn áo, ai muốn quần, ai muốn gì gì thì comment nha, em sẽ like nha, chân váy đủ kiểu nhá. Em sẽ like hết cho mọi người nhá. Ai muốn gì cứ comment nha, em sẽ like nhá. Còn ai muốn xem gì được không ạ? Không ai muốn xem, không ai muốn xem bộ nữa, em sẽ đi thay bộ để like áo cho mọi người nhá, để like áo len cho mọi người nhá. Để like áo len cho mọi người nhá. Để like áo len cho mọi người nhá. Bộ lụa cao cấp thế này mà không ai thích à? Mọi người chấm bài cho em nhá, chờ em một phút nhá. Set bò em có nhé. Em sẽ like áo nhé. Em sẽ like áo nhé. Đông đông một chút em sẽ like áo nhé. Không ai thích set thì em sẽ like áo bình thường như mọi khi nhé. Áo len bình thường như mọi khi nhé. Đông đông người một chút em sẽ like áo nhé. Có nhá, có quần nhá, có quần bò nhá. Chết rồi, hôm nay lấy thiếu quần rồi. Có ai thích mấy cái kiểu len này không? Len Motogi này không? Có ai thích mấy kiểu len dày này không? Len dày Motogi này không? Len này cực kỳ xinh luôn, nó là dáng cơ lớp top nhá. Nó là dáng cơ lớp top cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh, cái này có hai màu nhá. Cái này có hai màu, cái này có màu hồng này. Đây là màu hồng này, màu đen đấy nhá. Cái này có màu hồng, màu đen đấy nhá. Cực kỳ xinh luôn. Này, đẹp, chất đẹp cực kỳ luôn. Dày kinh khủng khiếp luôn.
Đó. À muốn em mặc thử, em sẽ mặc thử nhá. Cái dáng này xinh lắm. Mà chất mềm mới là mềm. Đẹp chưa mọi người ơi? Cái này em đang mặc áo bên trong nên nó bị hằn nhá. Cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn. Cái này có hai màu nhá, cái này có hai màu nhá, màu đây này, đen cực kỳ đẹp luôn. Cái này có hai màu nhá, màu này là màu hồng này, có màu đen này nhá. Hồng đen nhá, ai lấy comment cho em nhá. Hồng nhá, hồng nhá. 69k nhá, 69k nhá. Ai lấy comment cho em hồng 69k nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy hồng comment hồng 69k, ai lấy đen comment đen 69k. À đau quá. Cái này nên co giãn nhá, bao nhiêu cân cũng mặc vừa. Nói chung là tầm 50 cân đổ về là mặc xinh, xinh kinh khủng luôn ấy. Cái này nhà em về này, hôm trước em về mà hôm nay em mới gỡ ra này. Xinh cực. Màu đen này. Màu đen đây nhá mọi người ơi, màu đen đây nhá, chất đẹp kinh khủng luôn. Chất đẹp kinh khủng luôn mà sờ mịn tay luôn mọi người, nhìn nghiêng có nhìn rõ không ạ? À? Có nhìn nét không ạ? À? Ai đang xem thì chấm bài cho em nhá. Mọi người dạo này cực kỳ ít chia sẻ luôn, mọi người dạo này mọi người cực kỳ ít chia sẻ cho em luôn á. Đây nha, ai lấy đen comment đen nha, ai lấy hồng comment hồng nhá, xinh lắm. 69k nha, hôm nay sale rẻ luôn. Hôm nay sale rẻ luôn. Hôm nay sale rẻ để lấy lại tương tác nhá. Nên là ai có đơn nha mà chưa chia sẻ cho em nhá, thì em sẽ hủy đơn. 69 chị nhá. 69k nhá, 69k nhá, ai lấy comment hồng 69 nhá, ai lấy đen comment đen 69 nhá. Những người nào có đơn mới thì inbox cho em nhé, inbox cả số điện thoại nhé. Còn những chị nào mà có đơn bên em rồi thì không cần inbox số điện thoại này nhé. Chào Hà Bi nhé. Đây, một em len này nữa này, cực kỳ xinh luôn. Mấy cái len này hôm nay á, em mới gỡ ra em không nghĩ là nó đẹp như thế đâu, cực kỳ đẹp luôn á. Này, xinh chưa? Còn len bông nữa, còn len bông nữa. Cái này là có một cái đường ngọc trai này. Đây, nó có một cái đường ngọc trai ở đây. Xinh cực. Đây nhá. Em bán những cái này cực kỳ đẹp luôn này. Áo lỉ ok cho em chút nhá. Đây nhá. Cái này có ngọc đắt hơn một chút, 79k nhá. 79k nhá. Cái này đắt hơn một chút 79k. Ai da, đau quá. 79k nhá. Xinh lắm. Ai lấy áo ngọc, comment áo ngọc nhá, áo đen ngọc nhá. Ai lấy áo đen ngọc, comment áo đen ngọc nhá. Rắn lồng này hai đen cửa, rắn lồng này hai màu cửa, ok rắn lồng nhá. 69. Đây nhá, em sẽ like áo lỉ nhá. Chân váy à, chân váy cho em một tí nhá. Chân váy chờ em một tí nhá. Chân váy chờ em một chút nhá. Tại vì chân váy ngày nào em cũng nai rồi. Hôm nay cái hàng này em mới có thời gian bỏ ra thì em sẽ like hàng mới trước nhá, ưu tiên hàng mới trước nhá. Áo vàng nhá. Áo vàng này áo vàng Hàn Quốc nhá. Áo Hàn Quốc nhá, cực kỳ xinh luôn. Cái này có hai màu. Đây nhá, mặc hẳn xuống dưới là xinh cực kỳ này. Đây nhá, mặc hẳn xuống dưới đây nhá. Mặc hẳn xuống dưới đây nhá. Còn không thì mọi người sẽ mặc trùng trùng lên thế này cũng xinh này. Cực kỳ dễ mặc luôn, cực kỳ dễ mặc luôn. Mọi người ơi, ai đang xem thì nhớ chia sẻ cho em nhé. Mọi người ai đang xem thì nhớ chia sẻ cho em nhé. Giờ này Facebook của em hơi bị ít đi, hơi bị chậm tương tác đi, thì mọi người cố gắng chia sẻ cho em. Em có len tay bồng nhé. Đây, cái này có hai màu nè. Cái này có hai màu cực kỳ đẹp, màu xanh cũng xinh, màu xanh cũng xinh. Có màu trắng hay sao, em nhớ em lấy màu trắng mà. Hôm nay di lê cũng về rồi nhá. Hôm nay di lê cũng về rồi nhá. Khiếp, cái di lê này xinh kinh khủng luôn. Cái di lê này xinh kinh khủng luôn. Đó, xinh cực kỳ luôn. Đây nhá, áo nhá. Ai lấy vàng nhá. Ai lấy vàng comment vàng 89k nhá. 89k nhá. 89k nhá. Thôi 79 đi cho nhanh. 79 đi, hôm nay sale rẻ luôn 79 nhá. Hôm nay sale rẻ luôn 79. Mọi người cố gắng chia sẻ lên mấy cái trang nhóm mà người ta cho tương tác ấy, người ta cho tương tác, người ta cho không bị nhóm kín ấy mọi người chia sẻ mà đừng chia sẻ vào nhóm kín.
tại vì nó không hiển thị nên ấy, những người trong nhóm thì sẽ, những người nào mà không ở trong nhóm thì sẽ không xem được ấy, mà nó up bài cũng đâu. Cái đỏ đấy ạ. Ok, chờ em chút nha. Đây, ai lấy vàng comment vàng nhá, 79k. Ai lấy xanh comment xanh, 79k. Chả còn nhiều đâu. Em lấy mấy cái này chả còn nhiều đâu. Đăng mẫu lên. Cái này em còn chưa kịp đăng mẫu lên mà đã hết rồi cơ. Ây da, vàng xinh thế này không ai lấy, cực kỳ tiếc luôn á. Cực kỳ tiếc luôn á. Đây này, xinh kinh khủng luôn. Đây, giơ gần cho mọi người nhìn. 79k quá rẻ luôn. Rẻ hơn cả ăn một bát đó. Ăn một bát xôi, một bát bún á. Đỏ nhá, đỏ hàng cao cấp nhá. Đỏ dày hàng cao cấp nhá. Nó là màu đỏ mận. Mận mận hồng hồng. Xinh ơi là xinh. Ôi khiếp dày thế. Đây là phòng này. Cái tay chuẩn thế này, chuẩn Hàn Quốc luôn á. Cái ảnh, ô cái áo em có ảnh rồi nhá. Cái áo này, áo em đã up ảnh rồi nhá. Ôi dày quá. Cái quạt nó quay đâu đâu không biết. Đây, xinh chưa? Dày quá mọi người ơi, mà là to luôn ấy, chuẩn Hàn Quốc luôn ấy này. Chuẩn Hàn Quốc luôn nhá, xinh kinh khủng. Xinh kinh khủng luôn. Mọi người muốn em bán con này bao nhiêu? Mọi người muốn em bán con này bao nhiêu? To quá, ấm quá. Này. Chim ưng con này luôn á, về chim ưng con này luôn á. 99k nhá, 99k nhá. Ai lấy comment cho em 99k nhá. 99k hồng nhá. Ai lấy comment cho em 99k hồng nhá. Hôm nay ít tương tác nhỉ? Hôm nay ít tương tác nhỉ? Hay hôm nay cuối tuần mọi người đi chơi hết rồi. Hay mà em like ở trang page nhá. Em nghe ở hội nhóm nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Từ nãy đến giờ 2-30 người xem mà mới được có 16 lượt chia sẻ thôi. Ai đang xem thì chấm cho em đi ạ. Ai muốn xem gì cứ comment nhé. 99k nhé, 99k áo này nhé. Chín chín ca áo. Ai lấy đỏ các mình đỏ 99k nhá. Ai lấy đỏ các mình đỏ 99k nhá. Còn ai đang xem không ạ? À? Còn ai đang xem không ạ? À? Còn ai đang xem thì chấm cho em nhé. Còn ai đang xem thì chấm cho em nhé. Nóng quá mọi người ạ, à, nóng quá mọi người ạ. À. Mặc cái áo xong mà nóng phát rồ người luôn á. Khiếp, áo dày kinh khủng luôn này. Áo dày kinh khủng luôn. Có ai thích áo này không? Có ai thích áo này không? Quần bò chút nữa em mới like nhá. Quần bò chút ai đâu ạ. Mấy cái áo này là em có đăng ảnh hết rồi nhá. Mấy cái áo này cho em. Áo vừa xong là 99k nhá. Áo vừa xong là 99k nhá. Áo này cũng 99k nhá. Em đồng giá hết luôn nhá. Nếu mà mọi người thích em like hàng rẻ hơn một chút thì em sẽ like hàng rẻ hơn một chút nhá. Đây, áo này nam nữ đều mặc vừa nhá. Form cực kỳ to. Áo này nam nữ đều mặc vừa. Áo này nam nữ đều mặc vừa nhá. Cực kỳ to luôn. Kim sa em có nhá, kim sa em có nhá. Hôm trước em bán bao nhiêu kim sa thì không thấy an nhiên. Hôm trước em bán bao nhiêu kim sa ấy thì không thấy an nhiên. Hình như hôm nay có mẫu kim sa này. Hàng còn chưa kịp gỡ ra xem nó là gì nữa cơ mọi người ạ. À. Ôi, đẹp thế. Ôi xinh thế. Đây nha, size S. Đẹp chưa? Không bị dặm, không bị ngứa luôn. Đây nha, size đây nha. Áo đúng là áo hàng hiệu khác.
mọi người nhận chất nhà em thì mọi người khỏi phải bàn luôn, khỏi phải cãi luôn. Bộ đẹp quá. Này, tay này. Có đẹp không mọi người ơi? Đẹp không? Mọi người nhận nhà em một lần, đảm bảo lần sau chim ưng luôn. Wow, đẹp thế. Áo này hở vai. Áo này hở vai. Đây nhá, kim size nhá, kim size nhá. Kim size nhá, hàng hiệu nhá. Đây mọi người nhìn thấy lấp lánh không? Mà mặc không bao giờ bị ngứa. Em đang mặc áo dây này mà không bị ngứa gì hết luôn. Đó. Sale rẻ luôn, mọi người thích em sale rẻ bao nhiêu? Ôi, áo này xinh lắm. Ôi xinh quá. Em chưa có cái nào kim size. Xinh quá. Có ai thích em này không? Em sale rẻ cho. 89k nhá. Ai lấy kim sa comment kim sa 89k nhá. Cực kỳ sáng lấp lánh luôn. Cái này mà đi chơi thì cực kỳ nổi luôn. 89k nhá. Ai lấy comment cho em kim sa 89k nhá. Ô, hôm nay mọi người đi đâu hết thế nhở? Hôm nay mọi người sao kén đồ thế nhở? Từ nãy đến giờ chả thấy ai chọn gì. Hay là mọi người đi chơi hết rồi? Hay là mọi người đi chơi hết rồi? Ai đang xem thì chấm cho em đi. Ai đang xem thì chấm cho em đi. Hôm nay đồ đẹp mà, hôm nay toàn đồ hiệu thôi, toàn đồ đẹp thôi mà không ai lấy thì cực kỳ phí đấy, thật sự đó. Không ai lấy thì cực kỳ phí đó. Này, đẹp như thế này mà không ai lấy à? Kim sa đẹp như thế này 89k thôi. Đây, áo hàng hiệu luôn nhá. Áo hàng hiệu lấp lánh luôn. 89k kim sa mà không ai thích à? Ai đang xem chấm bài cho em nhé. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người chia sẻ cho em đi đông đông một chút em like cho vui. Ít người quá chả muốn like cơ. Ít người quá em thật sự em chả muốn like á. Em đã lười mặc thì chớ. Mà ít người quá em lại càng lười luôn. Đây nhá, có bo ở dưới nhá, xinh cực kỳ luôn. Bao ở dưới xinh cực kỳ luôn. Xinh thế, hôm nay toàn hàng đẹp mà không ai ưng à? 69k nhá. 69k nhá. Ai lấy comment cho em à, ai lấy comment cho em kẻ nhá, kẻ 69k. Kẻ 69k. Nên đẹp thế này mà không ai thích à? Kẻ 69k nhá, mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Đông đông người một chút em like à, không em thoát like đấy. Em tắt livestream nhá. Em thoát livestream nha mọi người ơi, em tắt like nhá. Em thoát like nha mọi người. Em thoát like nhá. Có ai xem được không ạ? Không ai xem em thoát like nhá. Có ai thích bộ không nhỉ? Có ai thích bộ không? Bộ em mặc ở đầu like đấy. Chất lụa xịn nhá. Không ai xem em thoát like nha, em tắt livestream nha mọi người ơi. Em tắt livestream nha. Còn ai muốn xem gì nữa không? Hôm nay quần em lười like lắm mọi người ạ. Quần hôm nay em rất là lười like mặc quần luôn. À, túi em về rồi này mọi người ơi. Túi em về rồi này. Túi em về rồi, túi em về rồi. Túi có mấy chục hơn, đưa cái túi cho em nha. Túi em về rồi nhá, túi em về rồi, có mấy chục thôi, có mấy chục thôi. Xinh cực kỳ luôn. Túi nha mọi người ơi, túi nhá. Túi nhá, đây. Xinh cực. Túi nhá. À. Ôi. Ai lấy túi này comment nhá, túi 65k nhá, túi 65k nhá. Túi 65k nhá. Sale rẻ luôn. Túi 65k nhá, cực kỳ xinh luôn. Em đang để cái đồ bên trong nó hơi to. Em đang để cái đồ bên trong nó hơi to. Này.
Đây. Xinh cực. Túi 65k nha mọi người ơi, ai lấy túi comment túi 65k nhá. Túi 65k nhá. Hôm trước bao nhiêu người hỏi em đây, hôm nay em sẽ like nhá. Hôm nay em về thêm em sẽ like nhá. Túi 65k. Có ai thích túi này không? Túi này cực kỳ xinh luôn. Cái túi này đựng được nhiều đồ lắm mọi người ạ. Đây. Em đang đựng đồ bên trong này cho nó phồng ra này. Bộ từ nãy giờ em like rồi, em like lại bộ nhá. Em like lại bộ nhá. Bộ này em mặc rồi đó. Em like lại bộ nhá. Hình như hôm nay mọi người đi chơi hết rồi sao ấy, mọi người đi chơi hết rồi sao ấy? Em like lại bộ nhá. Ai lấy túi comment túi 65k nhá. Túi xinh thế này không ai lấy à. Túi 65k nhá. Yêu cực. Túi 65k. Bộ đây nhá. Em giơ lại bộ một lần nữa nhá. Em giơ lại bộ một lần nữa nhá. Có ai muốn xem bộ không? Không muốn xem bộ em thoát like nhá. Đây là bộ vàng, lụa vàng nhá. Đây là bộ chai leo này. Đây là lụa hồng này. Đây bộ đỏ nhá. Bộ lỉ nhé, em cũng có nha mọi người, lỉ cũng có nhá. Bộ xanh nha mọi người ơi. Em tắt live nha mọi người ơi, em tắt live stream nhá. Em tắt live stream nha mọi người ơi. Không ai xem nữa hả, em tắt live stream nhá. Có ai muốn xem nữa không ạ? À? Không ai muốn muốn em có ai muốn em like áo nữa không ạ? À?